xin chào tất cả mọi người, lại là Trâm đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ reaction một cái video làm thế nào để vận chuyển một cái chiếc xe ô tô từ Mỹ về Việt Nam. Và đây hứa hẹn sẽ là một cái video rất là thú vị. Cho nên mọi người đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật được những video mới nhất nha. Wow, đây có phải là con Dodge Viper ACR thế hệ thứ 5 về Việt Nam ta? Có màu xanh lá. Và mình có đọc, mình nhớ là mình có đọc một bài báo vào ngày 18 tháng 4 thì phải, cộng đồng mê xe trong nước thì đã truyền nhau một mẫu xe của hình ảnh Dodge Viper ACR như thế này nè, vừa cập bến về Việt Nam. Và đây là thế hệ Viper ACR cuối cùng được sản xuất trước khi khai tử vào năm 2017 thì phải. Và các bạn có thể lên tìm hiểu thêm một vài link báo thì mình sẽ để đường link ở bên dưới nha. Thì đây là chiếc Dodge Viper ACR thứ 2 cập bến về Việt Nam, như là chiếc đầu tiên thuộc thế hệ thứ 5. Và mới vào đầu video mà đã thấy rất là hấp dẫn như vậy rồi, thì để xem có gì hay ho tiếp theo ha. Welcome to World Crowd Logistics TV. My name is Jimmy Tran, and today we're going to go over the process of how to export car from the port of Long Beach. I have been doing this for 15 years already, so I hope this video will help you. Người trong video mà các bạn đang thấy đây chính là Jimmy Trần, là CEO của WorkRoute Logistics, và anh ấy đã gắn bó với nghề này cũng được 15 năm rồi. Vậy cho nên là mình hy vọng là những cái chia sẻ ở trong video này từ anh ấy thì sẽ giúp ích được các bạn và những ai mà đang muốn tìm hiểu về vấn đề này nha. So what do we do here? We store your car at our warehouse. We do custom clearance, and we also have an option to ship your cargo for you by ocean or by air. Mình đang thắc mắc là không biết là làm sao để mà một cái chiếc xe như thế này mà có thể chạy đi vào trong một cái container được. Thì để xem thử nè. So a lot of people wonder how we're going to fit this car into the container. So for a car to fit inside the container, it just fit perfectly. Ở đây mình thấy có một cái đường dốc đi lên. Vậy là cái dốc này sẽ để cho cái chiếc xe chạy thẳng vào cong luôn. For a car to fit into the container, we have drive ramp for the car to drive into the container. Step number one, picking a warehouse, freight forwarder, or a loading facility to load your car, you need to ask them a question. You need to ask them if they're able to store your car. So we have two options. You just... Vậy bước đầu tiên thì mình sẽ đi tìm nhà kho. Thì freight forwarder hoặc là dịch vụ vận tải cho xe của bạn, thì bạn cần phải hỏi nếu như mà nhà kho của họ có thể chứa ô tô được hay không. Để chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, để xem hai sự lựa chọn đó là thế nào. Store your car in a secure yard, their secure yard, or you ask them to store your luxury sport car or million dollar car in a warehouse like our warehouse. It's a closed secure warehouse. The reason is because for car export, it doesn't come to the warehouse and get loaded right away. It always need to be stored while waiting for a container to get to the warehouse, and a team need to put the car inside. Step number two. Vậy ở đây nghĩa là mình có hai sự lựa chọn, hoặc là để xe của bạn ở một bãi xe để được bảo vệ, hoặc là bạn có thể hỏi họ để xem chiếc xe triệu đô sang trọng của bạn ở trong một cái nhà kho như là nhà kho của WorkRoute ở trong này. Thì WorkRoute chính là một có một cái nhà kho an toàn như thế này. Và lý do là vì xe xuất khẩu nên là sẽ không đến kho và đi ngay lập tức đâu, mà nó sẽ luôn được để lại ở tại nhà kho trước, trong thời gian chờ công tới nhà kho, và sẽ có team hỗ trợ để đưa xe vào công. Two, to export your car, you will need an MSO. You get the MSO from the dealership. It's approved that you purchased the car. And if you don't have an MSO, the second option is a title. Bước thứ hai là để xuất khẩu một chiếc ô tô của bạn thì bạn sẽ cần có MSO. Và các bạn có thể lấy MSO này từ người bán như là trên màn hình các bạn đang thấy nha. Vậy thì MSO là gì? Đây chính là một tờ giấy chứng minh bạn đã mua xe. Còn nếu mà bạn không có MSO thì lựa chọn thứ hai sẽ là một tờ Certificate of Title. Thì đây chính là một cái tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu. Và mình sẽ xem tiếp xem có gì tiếp theo.
So a title is, normally a title is used, right? To export, the title pretty much say who's the ownership of the car, and US Customs need to confirm the ownership, the shipper, which is you, and then the title will have your company name on it. So now there's proof that you are the owner for them to validate it. So a little bit tricky thing with the title, sometimes some title have a lien on it. What is a lien? Thỉnh thoảng thì có một chút rắc rối với title, đó là quyền thế chấp. Vậy quyền thế chấp ở đây có nghĩa là gì? A lien is when you borrow money from a bank and a bank finance that car for you. So there's going to be the bank lien on it. In order for the title to be validated, if there's a lien on it, you need a note or a document from the bank saying that the title has been paid off and then there's no lien on the car. À, vậy nó chỉ đơn giản là thế chấp, nghĩa là khi bạn đi vay tiền của ngân hàng để mua một chiếc xe, vậy sẽ có thêm một cái liên ngân hàng ở trên đó để chứng một cái giấy chứng nhận sở hữu để xác thực. Và nếu như có liên ngân hàng thì bạn sẽ cần phải nốt lại hoặc là có giấy từ ngân hàng trên đó thể hiện được liên đã trả và sẽ không có cái liên trên ô tô nữa. Và tờ giấy thứ hai đó là hóa đơn bán hàng mà các bạn đang thấy trên màn hình, đây là bill of sale. So the bill of sale is proof of transfer, right? So let's just say customer A sold to customer B, and then customer B is the exporter. So the bill of sale is needed. Sometimes US Customs get a bit picky, and they might ask for a wire transfer. Like for example, if you're gonna do a car that's worth like easily over $100,000, and US Customs gonna ask proof of wire transfer. Like if you're gonna buy a Lamborghini, for example, that's $600,000, or might be more now, right? The U.S. Custom is going to require that you show proof of transfer, of wire transfer to the Lamborghini dealership as your confirmation. Vậy hóa đơn bán hàng đây là chính là một bằng chứng chuyển nhượng. Là nó sẽ như thế này, ví dụ anh A bán cho anh B, và sau đó thì B là người xuất khẩu, thì sẽ cần một hóa đơn bán hàng. Và đôi khi là hải quan Mỹ sẽ rất là khó khăn và họ sẽ yêu cầu chứng minh việc chuyển khoản. Ví dụ như khi bạn đi mua một chiếc Lamborghini thì nó có giá trị khoảng 600.000 đô la hoặc là có thể hơn nhiều hơn thế nữa. Thì lúc này hải quan Mỹ sẽ yêu cầu bạn đưa ra bằng chứng chuyển khoản với người bán. Và như đó là như là một cái thông tin để mình xác thực. Step number three. Step number three is the mode of transportation. Now that you have your car, you have the warehouse, you have the document to export the car. Bây giờ mình sẽ qua bước thứ ba, đó là hình thức vận chuyển. You need to decide how do you want to ship your car to your client. I would say 99% of the time, cars are being shipped in containers. So a container which is going by ocean. Ocean mean that there's a 20-foot container, a 40-foot container, and a 45-foot containers, right? Bây giờ bạn đã có xe nè, cũng đã có warehouse rồi, thì bạn có giấy tờ xuất khẩu xe luôn. Và bước cuối cùng bạn quyết định xem là muốn xuất khẩu bằng hình thức nào. Thì mình có thể nói có tới 99% xuất khẩu xe bằng container và đi bằng đường biển. Nghĩa là nó sẽ được vận chuyển trong cong 20 feet, 40 feet hay 45 feet. Thì đó còn tùy thuộc vào những loại xe. Để mình sẽ xem tiếp nha. Right. A 20-foot container usually hold one car. A 40-foot container will hold two cars. And then you start to use 45-foot containers is when you start to load big cars. Like the truck that just drove past me earlier in the video. That truck, if it's a long bed, which means that if you put two of those trucks inside a container, then you will need a 45-foot container to put those trucks inside because they are longer. But all car will fit perfectly inside the container and you just drive it slowly in. Thì một cái cong 20 feet chỉ chứa được một chiếc xe thôi. Nếu mà cong 40 feet thì sẽ chứa được hai chiếc xe và dùng cong 45 feet khi bạn cần vận chuyển một cái xe truck như là một cái chiếc bán tải mà lúc nãy có đi ngang qua trong video đó, lúc đầu đó. Thì một chiếc xe bán tải thì nó sẽ to và dài hơn một chiếc bình thường. Như vậy thì bạn sẽ cần một cái container 45 feet để chứa được hai chiếc xe, hai chiếc truck như vậy. And then other than ocean,
you could use air to ship your cargo. Oh, vậy bạn cũng có thể ship bằng air nữa. Vậy thì sự khác nhau giữa ship bằng đường biển và ship bằng đường hàng không thì sẽ như thế nào? So, what's the difference between ocean and air? Let's just say if I'm just gonna give a general price. So a general price to ship a car to Asia, for example, from the port of Long Beach, is roughly about $3,000 right now. Ví dụ là ở mức giá chung mà khi mà ship một cái chiếc xe hơi từ cảng Long Beach về châu Á thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3,000 ở hiện tại. Và lý do là như thế nào thì để xem. The reason why I say roughly about $3,000 right now is because there is gasoline price is currently at $6.20 a gallon. By the time you watch this video, gasoline might be at a different price. And so price, the market price do go up and down based on the price of gasoline and the demand of the market. So currently right now, the price... Lý do mà Jimmy nói là khoảng nó sẽ rơi vào khoảng 3,000 là vì đây là phải tính tới giá xăng hiện tại đang ở mức là bao nhiêu nữa. Còn ở thời điểm mà bạn đang xem video này thì giá xăng có thể sẽ đã khác đi rồi. Vậy cho nên là giá thì sẽ biến động dựa theo giá xăng dầu và nhu cầu của thị trường. To ship one car or one container to Asia is roughly about $3,000. I say Asia mean that in general because you know the port of Taiwan, Shanghai, and everything else might be different. It might even be lower. Like for example, to ship a car to Hong Kong, it's not going to be $3,000 because Hong Kong is a very popular port. It's going to be way lower, right? So one car, two cars is going to be different, right? Hong Kong should be like in the $2,000 or even less. Cho nên là ở thời điểm hiện tại thì nếu mà ship một chiếc xe hoặc là một cái công về châu Á thì sẽ rơi vào tầm khoảng 3,000. Và mình nói châu Á đây có nghĩa là nói chung chung thôi, bởi vì ví dụ như ở Taiwan hay là ở Shanghai và ở những chỗ khác thì mức giá cũng sẽ khác nữa. Có thể là giá sẽ thấp hơn. Ví dụ như ship một cái xe tới Hồng Kông thì nó sẽ có giá là không có giá là 3,000, bởi vì Hồng Kông là một cái port rất là lớn, phổ biến. Và ship một cái công một chiếc thì nó cũng đã khác với ship một cái công hai chiếc rồi. Less. Okay. So a car shipping to Asia could take about 18 days to 30 days. Again, depend on different ports that you want to ship it to, right? And then if your client or if your buyer or if you're the buyer and you want the car earlier, we have the option to ship your car by air. So air, ship your car by air, the airline charges your car based on the volume it take up and sometimes by the weight. So the minimum weight they charge a car is roughly about 5,000 kilo to ship. Ở cảng Hồng Kông thì có thể rơi vào khoảng 2,000 hoặc là ít hơn. Một chiếc xe ship về châu Á thì sẽ mất khoảng từ 18 tới 20 ngày, phụ thuộc vào cái cảng mà bạn muốn ship tới nữa. Và nếu như khách hàng của bạn hay là bạn chính là người mua và bạn muốn chiếc xe của mình đi nhanh hơn thì bạn có thể lựa chọn thứ hai, đó là đi bằng đường hàng không. Vậy nếu vận chuyển bằng đường hàng không thì bên hãng bay sẽ trả cái phí dựa trên khối lượng thể tích và nó mất bao nhiêu thời gian và đôi khi cách để trọng lượng tối thiểu mà họ tính một chiếc xe là khoảng 5,000 kilo. To ship a car by air, you give or take, you're looking at about like $12,000 to $15,000 depending on where you're going. But you know, again, it's the estimate right now based on the fuel that we the gas price that we have right now. There is a conflict in the world as I make the I'm making this video, and gas price is at its all-time high at $6.50 a gallon. Và để vận chuyển một chiếc xe bằng đường hàng không thì bạn phải chuẩn bị khoảng 12,000 cho tới 15,000 đô và phụ thuộc vào bạn muốn chuyển đi đâu. Nhưng mà nhớ rằng đây cũng chỉ là ước tính thôi và nó còn phụ thuộc vào giá xăng dầu tại thời điểm hiện tại mà bạn muốn chuyển đi nữa. Như là tại thời điểm mà mình và Jimmy đang làm cái video này đây thì xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine thì giá xăng đã chạm tới mức cao nhất ở mọi thời đại. Right. So by air usually take about maybe 1 or 2 days to get to Hong Kong. And then if it's going to like Vietnam,
for example, or Thailand, for example, it usually take about maybe 4 or 5 days because the car needs to stop in Hong Kong, transfer onto a cargo flight, and then it will get take a second leg to or the final flight to Vietnam or to Thailand. Now, vậy nếu mà vận chuyển bằng đường hàng không thì sẽ mất từ 1 đến 2 ngày để có thể tới Hồng Kông. Và rồi sau đó thì nếu đi tới Việt Nam hay là Thái Lan thì nó sẽ mất thêm khoảng từ 4 đến 5 ngày bởi vì xe thì còn dừng lại Hồng Kông và vận chuyển tải sang một cái máy bay chở hàng nè. Và sau đó thì tới điểm cuối cùng có thể là Việt Nam hay là Thái Lan. Còn hoàn thành quy trình thì như thế nào nhỉ? Now that I have completed the process and the documentation side of exporting a car, I'm going to go into the physical labor of loading a car. So our staff that load all your cars, they need to dress in sweats and shirts with no button. The reason why we don't allow any button or any metal for the staff to wear on their clothes is that because when they load a car, we don't want any chance for our staff to scratch your car when they, because when you load a car, there's a lot of tight space. All the cars that we load here, majority of them are over $50,000. The average price range is roughly in the $100,000. So definitely we don't want any scratch. We want our client car to be protected. Đó cũng là lý do tại sao mà lúc đầu mình cũng có thắc mắc một chút là không biết video này tại sao Jimmy lại mặc bộ đồ như thế này, bình thường là anh ấy toàn mặc vest hay là mặc áo sơ mi rồi các kiểu, nhưng mà hôm nay thì lại mặc một cái bộ đồ rất là thoải mái, năng động và có cái chất liệu rất là mềm mịn. Thì sau khi mà nghe anh ấy giải thích thì mình mới hiểu được. Bây giờ thì mình đã có câu trả lời rồi. Thì đã hoàn thành quy trình và những giấy tờ phí xuất khẩu xe đó thì sẽ bắt đầu đưa một chiếc xe vào công. Thì tất cả những người thực hiện quy trình này đưa xe vào công thì đều phải mặc đồ có chất vải thun mềm mịn. Và lý do là vì khi mà họ đưa xe vào công thì các bạn sẽ không muốn là nhân viên họ mặc những cái bộ đồ có thể làm trầy xước xe của bạn đâu ha. Vì khi mà bạn đưa xe vào thì những cái chỗ còn lại xung quanh rất là chật. Và trong khi tất cả những chiếc xe mà công ty của mình vận chuyển ở đây đó thì đều có mức giá là trên tầm khoảng 50.000 đô la và giá trung bình là rơi vào khoảng 100.000 đô la. Nên rõ ràng là tụi mình không muốn bất kỳ một cái vết xước nào xảy ra trên xe của bạn cả. Và mình muốn xe của khách hàng thì phải được bảo vệ cẩn thận, và đến lý do tại sao mà Jimmy mặc bộ đồ này. Our client car to be protected. Now let's go through the containers and shoot a video how the car is being loaded. Now the physical side of things. So now that we have two cars inside the containers, this is two cars into a 40-foot containers. Before we put the car in, we need to drain the gas to 1/4 a quarter or 25% below to make sure the car is not considered dangerous good, right? Once the car is inside, we disconnect the battery and then we strap down the car. So as you can see, there's two orange straps. The two orange straps is crisscross. We double the orange strap to make sure that it's more secure. Other warehouse, they might do one, but for us, we do two. We crisscross the strap, and then we also put a block and brace wood up. Vậy là bây giờ mình sẽ xin mình đi tới một cái công và quay xem là cách một chiếc xe được lót lên là như thế nào. Và đang có hai chiếc xe trong cái công này. Đây là một công 40 feet nha. Và trước khi cho xe vào thì chúng ta còn phải xả hết xăng xuống chỉ còn 25% thôi để đảm bảo là không gây ra bất kỳ cái nguy hiểm nào trong quá trình vận chuyển cả. Khi xe vào trong thì nguồn điện sẽ được ngắt kết nối và sau đó thì chiếc xe sẽ được buộc dây. Và bạn có thể thấy có hai cái dây đai màu cam ở đây đang chéo với nhau. Mình dùng hai cái dây đang chéo lại chồng lại với nhau để đảm bảo an toàn và chắc chắn nhất. Make sure that it's more secure. Other warehouse they might do one, but for us we do two. We crisscross the strap and then we also put a block and brace wood on all four tires. We also crisscross in the front as well. And this strap, they're very strong. You could literally stand on them. The point of the strap is to make sure that your car is secure.
Lý do là Jimmy dùng một lần hai chiếc dây chồng lên là để đảm bảo an toàn và chắc chắn nhất. Và ở những cái warehouse khác thì có thể họ chỉ dùng một dây thôi. Nhưng mà ở đây thì warehouse của mình sẽ đặt chéo dây và đặt khối gỗ lên trên tất cả bốn lớp xe ở phía trước. Rất là chắc chắn, và bây giờ thậm chí là các bạn có thể thấy là Jimmy có thể đứng ở trên cái sợi dây này luôn, nhúng nhúng luôn mà không sao hết. Và điểm của dây chéo là để đảm bảo rằng là chiếc xe của bạn được an toàn. Vì vậy mà bạn có thể thấy là không gian rất chật hẹp cho bất kỳ ai đi qua. Mà không gian chật hẹp như thế này thì người chắc tải cũng không thể đi vào phía bên trong ô tô. Vậy thì mình sẽ xem là tiếp theo là Jimmy sẽ làm như thế nào. So as you can see, it's very tight space for anyone to walk through. Because the space is so tight that the loader cannot go on the side of the car, what we do is that we roll down the passenger side and the driver side window. And once the finish is completed, the loader would go through the windows, out the trunk, and then exit the car, and then they close the trunk. So due to the limit of space, as you can see on the side right here, that, you know, it's almost impossible for a normal person to fit through. What we do is that we open the driver and the passenger windows, and then we open the trunk. So when a person needs to load or strap or tie down whatever that's needed in the front. Vậy làm sao để người lái xe có thể vào và ra khỏi xe được? Đó là họ đi ra bằng cửa sau của xe và cửa sổ bên hông tài xế. Và sau khi hoàn tất thì người lái sẽ đi qua cửa sổ và ra khỏi thùng xe, sau đó là thoát ra khỏi xe và đóng thùng lại. Họ có thể mở cửa sổ của tài xế và hành khách và sau đó là đóng cất lại. The loader would go through the back windows, the back of the trunk, go through and to the side of the door. And to the front of the car. Now that we're inside the container of the first car that we loaded, because we crawled through the first car, as you can see, the space in here is very tight. I cannot really hold the camera because the camera have metal parts and I don't want it to scratch any one car. So you pretty much have to just go through the car. Small size, I guess. I'm roughly about 150 pounds. So you have to fit through the car. Again, the reason why we don't allow our staff or our loader. Người chất tải sẽ phải đi qua những cái các cửa sổ ở phía sau thùng xe. Và như các bạn thấy trong video thì Jimmy cũng quay cho mọi người xem rồi đó. Thì đi qua phía bên này của cửa và tới phía trước cửa của xe hơi. Bây giờ thì chúng ta đang ở bên trong thùng hàng và chiếc xe đầu tiên mà chúng ta đã chất nó lên rồi. Như vậy thì các bạn có thể thấy là khoảng cách ở đây rất là chật hẹp. Và Jimmy thật sự là còn không có dám cầm máy ảnh, vì máy ảnh là có các cái bộ phận kim loại và tụi mình không muốn làm trầy xước bất kỳ một cái bộ phận nào trên xe hết. Và kích thước thì nhỏ nè, thì Jimmy chỉ khoảng là 150 pound thôi. Vì vậy mà mới vừa lọt qua cái khe này của chiếc xe đó. To wear a button or marry clothes is because this is the reason when they do this right here, this is the number one reason why car is being scratched, is because the staff are walking through with jeans and a metal zipper. So this is why I wear this clothes today. So earlier I showed you the option of going through the car and lowering the car, going to the back of the trunk, is because, you know, we have different loader with different body size. But for loader that little skinny, on the skinny side, you could just, you know, go through the car on the side. And then if we have car that's like Rolls Royce or any SUV, Lincoln Black Label, of course you cannot go to the side like what I'm doing right now. It's pretty big, so you just have to go through the trunk and then through the driver or passenger window. But for this car right here, is a pretty, it's a crossover SUV, so I could easily just fit to the side, on the side of the car. Và một lần nữa thì lý do tại sao chúng ta không cho phép nhân viên load hàng của chúng ta mặc những cái bộ quần áo mà cứng hay là có nút. Và đó là lý do là như thế này đây. Đây là một trong những lý do hàng đầu mà khiến xe của các bạn dễ bị trầy xước. Bởi vì nhân viên mặc đồ jean với dây chéo kim loại hay là đó cũng là một những cái lý do mà Jimmy mặc bộ này hôm nay. Vì vậy mà trước khi Jimmy chỉ cho các bạn cách đi qua xe và hạ gông ô tô xuống phía sau thùng xe, như các bạn đã biết nãy giờ thì
mỗi người thì sẽ có một cái trọng lượng cơ thể khác nhau và kích thước khác nhau. Và khi mà lót những cái chiếc xe như thế này á, thì chúng ta cần có những cái người mà có cơ thể gầy gầy nhỏ con một xíu. Và sau đó thì nếu mà tất nhiên là các bạn không thể đi sang một bên như là những gì mà Jimmy đang làm lúc này, bởi vì các bạn sẽ đi bằng cốp sau và sau đó thì qua cửa sổ tài xế hoặc là hành khách nè. Nhưng đối với chiếc xe này thì ở ngay đây cũng khá là vừa. Nó là một chiếc SUV chéo, cho nên là vì vậy mà Jimmy có thể dễ dàng nằm gọn ở bên đi hông bên hông chiếc xe ha. That's the physical process of loading the car. So now that we're all done, we're gonna close the trunk. Remember, the battery is disconnected. So make sure before you close this trunk, you need to roll down the passenger and the driver window. If you don't roll it down and you close this, when it gets to destination, you have to break the window to get into the car because there's no way to open the car. So we gotta physically close the trunk. Okay. Và đó là tất cả những quá trình gọi là một quá trình vật lý để có thể hạ một đưa một cái chiếc xe ô tô vào. Và bây giờ thì gần như là chúng ta đã hoàn tất cái thủ tục đưa xe vào rồi, thì chúng ta sẽ đóng cái nắp nó lại. Xe của tụi mình, xe của video như thế này thì có thể được lái thẳng vào kho của Workfront từ bên ngoài vào luôn. Và đó là quy trình xuất khẩu xe. Vậy tại sao khách hàng lại phải chọn kho của Workfront để xe? Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu lý do. This is for car that's being stored outside. Our car could be drive directly into our warehouse from outside. Wow, warehouse ở đây rất là lớn, rất là rộng ha. Mình để rất là nhiều chiếc container ở ngoài, như là bên view từ bên ngoài. So why do clients choose us? Number one, we have our own warehouse. This is our warehouse. We could store your car outside or we could store your car inside. We also the one that's doing your loading, like I showed you earlier, the process of the loading. We also the one that's doing the loading for you. And then finally, for the container to be pulled empty to our warehouse and return back to port, because car loading and car exportation is so time sensitive, we also have our own world-class logistic drivers and not like other freight forwarder out there. So this is why in the last 15 years, our client, we actually have client that's been around with us for the last 15 years and does not leave us because we complete the whole supply chain for them. We ship from, you know, just simple Corollas all the way to million-dollar car Bugatti. So we do a lot here at World Crowd Logistic. And if you have any question and you want to pay us a visit or you want us to do a car export for you, please contact me or visit our facility. Thank you very much for watching. Và mình biết lý do tại sao thì khách hàng nên chọn Workfront để làm nhà kho vận chuyển xe cho các bạn. Bởi vì nhà Workfront thì có nhà kho riêng, là ngay cái view mà Jimmy đang đứng nãy giờ trong video đây, thì chính là nhà kho của Workfront Logistics. Vậy chúng tôi sẽ có thể giữ xe của các bạn ở bên ngoài hoặc là bên trong nhà kho. Cái lý do thứ hai đó là Workfront thì cũng là người sẽ load xe của các bạn vào bên trong kho luôn, như nãy giờ mà Jimmy đang chỉ cái quá trình, cái quy trình xuất khẩu xe và để cho nhà kho của tụi mình đưa vào đó. Và cuối cùng là để công được kéo rộng về kho của Workfront và quay trở lại cảng. Vì bởi vì việc xếp hàng và xuất xe thì rất là nhạy cảm về mặt thời gian, và chúng ta thì có các tài xế hậu cần thủ công trên khắp thế giới của riêng mình luôn, và không giống như một công ty giao nhận nào khác. Vì vậy đây là lý do tại sao mà những khách hàng đã gắn bó lâu năm với Jimmy thì vẫn muốn tiếp tục lựa chọn Workfront là nơi mà khách hàng gửi gắm để vận chuyển xe của mình.
Và có rất là nhiều người thắc mắc và cũng lo lắng một cái tâm lý chung, thì sợ rằng là không biết là cái xe của mình vận chuyển và quy trình làm như thế nào có an toàn hay không. Thì đây là tất cả những gì mà World Grab cũng đã nói chỉ đơn giản cho khách hàng của mình biết và hiểu được. Bên kho của mình thì vận chuyển rất là nhiều những cái chiếc xe triệu đô, nhưng mà đa số những cái chiếc xe đó đó thì bọn mình vận chuyển thôi chứ không có được boss hình lên sớm, và chủ hàng sẽ là người boss cái chiếc xe đó lên trước. Vì thế nên mình cũng không có tiện show những cái chiếc xe đó trên đây. Nhưng mà nếu mà các bạn có bất cứ những cái thắc mắc hay là những cái cần cái sự trợ giúp gì từ WorkRap thì tụi mình luôn sẵn sàng để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và nếu mà các bạn còn có câu hỏi nào thì nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.